Chỗ đã vậy. Ôi nhớ cái vụ xe Martin ngày ấy hả Quỳnh? Đó ngày Quỳnh, bà Quỳnh ngày xưa là bà đi xe Martin không rồi bà kể là bà thấy thương quá. Cho nên Tết năm nay là Quỳnh sẽ có bao nhiêu chiếc xe tặng cho mấy em? 35 chiếc xe tặng cho mấy em. Ê. Đó, đây là công việc hàng ngày của bà Quỳnh đó. Vẽ tranh đồ mà vẽ không phải một bức mà giờ mà in một một ê bức ở đây. Quá trời, xe về kìa Quỳnh. Xe đạp về nè 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 nè. Thì sớm. Ủa? Rồi lên xuống đi tụi em ơi. Lấy trên cái nón lá hả? Có nón nắng quá. Xe về, nay nhân dịp cuối năm thì bà Quỳnh sẽ có những chiếc xe tặng cho mấy bé hả? Đẹp không? Đây. Đẹp quá. Đó. Ê hề hề. Ồ, một nay có màu đẹp. Hai màu hả? Ba màu, quá trời. Ê hề hề. Đây là màu nâu nha. Chỗ đã vậy. Ôi, nhớ cái vụ xe Martin ngày ấy hả Quỳnh? Đó ngày Quỳnh, bà Quỳnh ngày xưa là bà đi xe Martin không rồi bà kể là bà thấy thương quá. Cho nên Tết năm nay là Quỳnh sẽ có bao nhiêu chiếc xe tặng cho mấy em? 35 chiếc xe tặng cho mấy em. Thêm 3.000 mấy phần quà. 3.600 phần quà để tặng cho bà con gạo rồi nhu yếu phẩm đồ này nọ. Cho nên ai mà có nhu cầu đồ phụ trợ thì phụ trợ bà Quỳnh nghe. Quá trời. Nhiều ha, cưng ha. Trời ơi. Màu nâu đủ thứ màu luôn. Ê hề, ê hề. Sao Quỳnh? Hồng lợt hả? Cái đó là hồng gì ta? Hồng phấn. Hồng gì kệ đó đi. Màu nâu nè. Vậy hả? Mấy mốt Quỳnh khắc lên chiếc thanh xe luôn. Quỳnh nói xe của cô Quỳnh ráng học giỏi như cô Quỳnh nha. Quỳnh da cá. Vâng, cô Quỳnh học lớp 10 nghỉ. Cô Quỳnh mặc tin phấn. Quá trời, ê hề hề. Vui ha. Ngày xưa có chiếc xe mừng thấy bà luôn. Mừng ơi là mừng luôn. Mừng ơi là mừng hả? Rồi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đâu Quỳnh lấy chiếc xe Quỳnh chạy đi Quỳnh. Được rồi, được rồi, từ từ đến thức ráp hả? Có chiếc nào ráp cho Quỳnh coi không? Ok. Quá trời. Đợt trước là Quỳnh cho 100 chiếc hả? Là trăm mấy rồi đó. Đây chỗ này chỗ quen hay chỗ lạ? Quen hay giá cả ok không? Ok. Chị nào miễn phí luôn thì quảng cáo. Còn cái này có tiền cho nên bớt lại. Đẹp quá. Đâu để chỉnh cho chị Quỳnh coi. Vô luôn đi, em vô luôn này, em vô đem vô luôn nghe hãy. Ok, thương quá. Quá trời. Hãy quay cho anh đi Hải. Trời cái gì vậy luôn à. Yeah. Hồi trước ơi, dễ. Hoàng Đạt qua anh xin lên cái bình. Xong đâu qua. Nhân viên lấy không? Cho đứa chiếc. Hôm qua là nhân viên được chiếc xe Honda. Tại vì có mấy bạn làm cho vợ chồng Lâm 2 năm rồi. Cho nên năm nay cũng hơi xung cà neo thiệt, nhưng mà thôi kệ, ráng để mà cho mấy em nó vui, cho nó có động lực nó làm. Với lại đó là chỉ là cái niềm khích lệ cho những em còn lại nữa. Cho nên này nọ. Còn nhân viên mới là được chiếc xe đạp nha, nếu như sinh nhật giỏi nha. Ok, cho anh giỏi thì một chiếc xe đạp sẽ về chạy về Đà Nẵng nha. À. Đợt này thì hả tụi Lâm sẽ đi phát phần này nọ, có gì tụi Lâm sẽ quay clip cho mọi người coi hen. Dạ, đó, ê hề hề. Đó, vui vẻ, vui vẻ. Ủa, chiếc màu nâu đẹp ghê không? Ê, chắc là em định mua chiếc màu nâu để lại. Đâu, đó. Em làm gì? Đi. Em đi đâu? Em đi nhà. Dạ, em phải đi sập điện chứ. Ôi, chiếc dễ thương quá. Dạ. Màu đẹp. Ê, nhà máy sẽ đạp được không? Ừ. Nhà máy sẽ đạp được. Đẹp hả mấy đứa ha? Dạ. Màu đẹp hơn được trước. Đó, nhà Lâm thì lâu lâu có mấy cái sự kiện gì Lâm hay quay clip lên để mà cho mọi người thấy.
dụ nhiều cái này là cái mục đích là có sự kiện mới quay lên chứ không phải là mua xe đạp rồi để câu like. Chứ cái like này nó cũng câu cũng cực lỗ cái like, nếu gì mà câu thì nó bị lỗ nha mọi người nha. Đó cho nên ví dụ nhiều khi mình thấy một cái sự kiện nào hay hay đó, một cái nào nó có ý nghĩa thì mình quay lên để mà cho mọi người coi, nó sự lan tỏa chứ không phải là mua cái xe đạp về để mà làm để cho nó có view là nó bị sụm cà nụ nha, nó bị lỗ. Ví dụ như chiếc xe Honda hôm qua là cái sinh nhật nó vui, nó ý nghĩa, một món quà ý nghĩa thì mình quay cái clip nó lên để mà mình chia sẻ với mọi người, đó là từ cái nội dung ý nghĩa mà thành clip chứ không phải là mua chiếc xe tặng cho nhân viên để mà có cái like là nó bị lỗ chứ, lỗ sụm nụ chứ, không có sụm nụ liền nha. Ừ, như đây là cũng mệt đó, cũng thật sự mệt. Bán là sinh tố là cũng hả, xỉu lên xỉu xuống nha. Không ai đơn giản đâu. Bao nhiêu chiếc Quỳnh? 35 chiếc. 35 chiếc. 35 chiếc tại mấy bữa, mỗi năm là năm mấy năm trước, 2 năm trước hả? À? 3 chiếc không? 2 năm. 2 năm trước thì làm ăn ok, cho nên 100 chiếc. Năm nay thì hai chồng hơi sụm nụ xíu, cho nên gói ghém. Được khoảng 35 chiếc. Với lại năm nay có thêm những nhà tài trợ tại vì một năm qua Lâm cũng hợp tác với những anh chị nhãn hàng rất là nhiều, cho nên Lâm cũng chịu khó đi xin xỏ mọi người. Dạ thì được một nhãn hàng mì gói cho Lâm là 3.200 thùng. 3.600 hả? Tôi nấu bạch tẹt là cô Mi cho đó. Cô Mi cho rồi tương ớt cũng được, rồi nước mắm, gạo thì đang xin mà ta chưa trả lời. Gì nữa, dầu ăn hả? Dầu ăn với lại nước sữa. Ý, sữa Lâm được nhiêu sữa này? 300 thùng sữa Lâm xin được, 300 thùng sữa rồi. Rồi gì nữa, xin được gì nữa? Kẹo Epelibe gì đó, kẹo đó được 3.600 bịch. Lâm xin nhiều lắm, Lâm gửi một cái mail, Lâm gửi cho cả nước gì đó. Nhưng mà khoảng mấy trăm nhãn hàng đó, xong rồi cái cũng một hai người đã trả lời lại. Đó, thì có bia nữa, có bia Sài Gòn. Có bia Sài Gòn là Lâm làm đại sứ thương hiệu. Thì Lâm định xin, nhưng mà cho bà con nghèo mà cho bia nó bị kỳ. Cho nên, đó là cái nhãn hàng lớn Lâm tham gia trong vòng năm nay. Thì Lâm mạn phép không tặng bia, đó. Còn xe đạp này thì tự mua, tại vì cái ông bán ông không có tài trợ. Đáng lẽ ông tài trợ thì cái chỗ xe đạp của ông rất là đông tới, đúng không? Rồi nhắc tên cái là ê, lát nhớ che mặt ông chủ lời anh nha. Nha cưng, tịch hết tất cả các nguồn mà lại không cho phát hiện giùm anh nha cưng nha. Đó, thì người ta thường nói là thả con tép bắt con tôm, ai cho hết có xe đạp không cho, yếu nghệ. Đúng không Quỳnh? Gặp anh là chủ xe đạp cho chứ. Gì? Không, ý là nói là phải chủ xe đạp là cho chứ. Còn đây không? Ông tài xế này gặp. Mà ông đang nuối tiếc. À, ông tài xế, tài chủ. Em tài xế, anh chủ. Tài xế à? Ok, tài xế cũng không liên quan gì cả nha. Vâng, tuyệt vời. Đó, vậy thôi, đơn giản vậy thôi, đừng tắt giùm của anh nha. Mấy phút rồi? 8. Ok, 8 phút, tuyệt là vời. Ủa, vậy là có 35 chiếc vậy hả? Đưa sau một mạng, đưa sau một mạng. Rồi, này là của cô Quỳnh cho. Ok, như đây là nhiêu tiền cô Quỳnh? Cô mấy triệu. Cô mấy triệu, ok. 4 mấy triệu. Ừ, thì đó, nhẹ nhàng tin coi thôi, nhẹ nhàng đơn giản thôi. Long chụp cho chị tấm hình đi Long. Cho chị tạo dáng đồ dễ thương đồ này nọ đi, đủ thứ màu ha. Bữa trung thu cũng cho ê hề hề, hôm nay cũng ê hề hề, có nhiêu làm nhiêu. Kỳ vậy, chụp hình kỳ. Rồi, ấy quá, xe đạp không có tặng, không có tài trợ gì trơn trời. Dạ thưa quý vị, tối đêm nay vào lúc chiều ha, chiều nay thì ở ngoài quán Cufin sẽ có chương trình gọi là game show, cũng nhãn hàng lớn tài trợ luôn. Dạ, cũng xin người ta đồ này nọ, thì giá trị tiền mặt là 100 mấy triệu?
113 triệu với lại 28 giải khuyến khích là khoảng 42 triệu, khoảng 42 triệu. Thì chiều nay nếu như mọi người rảnh rỗi thì có thể lên quán Cofin để mà chơi. Dạ đây là cái clip chỉnh chu chứ không phải clip hề nha. Dạ bữa Lâm thất hứa với mọi người một lần rồi, tại vì Lâm đi coi con voi, để con voi nó hát xong Lâm mời về quán Cofin đó, cho nên Lâm thất hứa với mọi người. Cho nên chiều nay Lâm sẽ có mặt ở quán để mà chúng ta chơi trò chơi, và hy vọng bà con sẽ trúng được 113 triệu tiền mặt để mà chúng ta có một cái Tết ấm no và hạnh phúc hơn. Và không cảm ơn xe đạp thì mình mua mà. Vâng. Cảm ơn cái vợ mì gói nè, sữa nè, kẹo nè, rồi dầu ăn, nước tương, nước mắm đồ hỗ trợ Lâm trong mùa Tết này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn, bye bye. Nhân viên bye bye mọi người đi em ơi. Bye bye. Tạm biệt. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.